Hello cả nhà, Anna hiện đang có mặt tại thành phố Adelaide thuộc tiểu bang Nam Úc. Tại đây thì giá nhà đất luôn rẻ hơn thành phố Sydney và Melbourne từ 20-30%. Anna hiện đang đi xem căn nhà ở khu vực Burnton. Burnton thì cách trung tâm thành phố Adelaide là 29 cây số, khoảng chừng 25 phút đến 30 phút lái xe. Và Burnton thì gần khu người Việt ở thành phố Adelaide, đó là khu Andale. Thì từ Burnton đi qua khu vực Andale thì khoảng chừng 15 phút lái xe. Thì bây giờ mời cả nhà cùng đi xem căn nhà mà trị giá 7 tỷ cùng với Anna, xem là căn nhà này nó có thiết kế và cấu trúc như thế nào mà lại có giá tốt như vậy. Đây là căn nhà phố được thiết kế là một trệt một lầu với diện tích đất là 212 m², và trong nhà thì có 3 phòng ngủ, 2 nhà tắm và có một gara để xe. Ở dưới tầng trệt thì được lát gỗ, phía trước tầng trệt là có phòng khách, rồi tới nhà bếp và một khu vực sân vườn rất là rộng. Trên lầu 1 sẽ có 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng master, có 2 nhà vệ sinh và một ban công. Đây là một ngôi nhà cũ, gia chủ hiện vẫn đang sử dụng nên mọi người có thể thấy là có rất nhiều vật dụng ở trong nhà. Đây là khu vườn nhỏ ở phía sau nhà. Còn đây là gara để xe, nhưng mà gia chủ đang tận dụng để làm một kho chứa hàng, còn xe thì để ở bên phía bên ngoài. Ở tầng trệt thì ngoài phòng khách, nhà bếp thì còn có một khu để giặt quần áo và một toilet. Và bây giờ mình cùng đi lên trên lầu để xem thiết kế 3 phòng ngủ ở trên lầu nhé. Đây là phòng ngủ master, là phòng ngủ lớn nhất của ngôi nhà. Phòng ngủ này sẽ có một toilet riêng và có luôn cả tủ âm tường. Đây là toilet chung của 2 phòng còn lại, cũng rất là rộng rãi. Và đây là không gian của phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ ba thì cũng rất là rộng rãi và thoáng mát. Đây là ban công ở phía trên lầu 1.
Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu cả nhà có nhu cầu đến Úc tìm mua bất động sản, xin vui lòng liên hệ Việt Úc Home, số điện thoại 0914770675, gặp Anna Nguyễn. Xin chân thành cảm ơn.